Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hoặc là coi video của An đó, thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã yêu thương lựa chọn cái video này của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ngoài kia. Đừng quên nhấn cái nút subscribe nha, tại vì trong cái kênh channel này, ngoài việc chia sẻ những cái thông tin về thuế nè, về bảo hiểm sức khỏe, về đầu tư, mua bán stock, An sẽ còn chia sẻ thêm với các bạn những cái thông tin về cuộc sống Mỹ, mua đồ ở đâu để mà có những cái deal tốt nhất, những cái deal hot nhất, em cũng sẽ đều chia sẻ hết lên cái kênh channel này. Nên nhớ nhấn cái nút subscribe để mà mỗi khi em up video mới nhất lên á, thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là người đầu tiên coi được hết những cái video của em nha. Thì các bạn cũng thấy là em có cái tủ mới em để ở đây, và ở đằng sau đây là em trưng lên những cái nước hoa mà em rất là thích và em hay xài nhiều nhất luôn. Và nếu như mà không biết các bạn có thấy được hết không, nếu như mà các bạn thấy đó, thì hầu hết những cái chai nước hoa mà em thích nhất trong thời gian gần đây á, là từ cái thương hiệu này, tức là cái thương hiệu Jo Malone. Jo Malone á, nó là một cái thương hiệu nước hoa của bên Anh, không phải là nước hoa sản xuất ở Mỹ, mà đây là nước hoa có nguồn gốc từ Anh. Thì cái dòng nước hoa này rất là thơm luôn. Các bạn vẫn có thể mua được ở Mỹ nha, nó có bán ở trong Sephora cũng có bán nè, Nordstrom cũng có bán, hoặc là mình đi những cái mall lớn đó, nó cũng có bán, có Jo Malone, những cái cửa hàng Jo Malone để mà mình vô mình thử. Khi mà các bạn vô đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái bàn dài cho các bạn thử cái loại nước hoa này. Đặc điểm của cái loại nước hoa này á, là mình có thể kết hợp nhiều mùi lại với nhau để mà tạo ra cái hương thơm đặc trưng của bản thân của mình. Nhưng mà có rất là nhiều cái nước hoa Jo Malone, khi mà các bạn vô cái tiệm á, các bạn sẽ thấy có 7749 loại nước hoa trưng ở đó. Và để mà mình hửi hết từng mùi và mình nhận biết coi cái mùi nào mà mình thích nhất á, thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Tại vì nếu mà các bạn vô mà các bạn thử hết tất cả các mùi trong cùng một lần đó, thì mũi của mình nó sẽ không có còn nhạy để mà nhận biết những cái mùi sau này nữa. Nên là ngày hôm nay em muốn chia sẻ với các bạn những cái chai Jo Malone mà em có và những cái chai nào mà em thích nhất, để mà nếu mà các bạn nào thích Jo Malone các bạn có thể thử, hoặc là các bạn chưa bao giờ xài dòng nước hoa này các bạn cũng có thể vô thử. Em đảm bảo các bạn mua thử một lần đi, hay là các bạn vô thử đi, là các bạn cực kỳ thích, đặc biệt cho những ai mà thích nước hoa mà mùi hoa cỏ đó. Thì em mua tất cả những cái chai này á, thì em không có mua giá full price, mà hầu hết tất cả cái Jo Malone, những cái chai Jo Malone mà em mua đó, em đều được mua ở những cái thời điểm ví dụ như là buy one get one free, hay là mua ở những cái cửa hàng mà nó giảm giá 50% những cái chai này. Thì một cái chai Jo Malone này á, cũng một cái chai bự giống như vậy nè, thì cái giá tiền của nó không phải là rẻ. Thường em nhớ là 135 đồng cho một chai full price. Nhưng mà các bạn có thể mua khi mà những cái dịp giống như là Christmas nè, Thanksgiving á, thì nó sẽ có những cái deal giống như là buy one get one free. Hoặc là các bạn nào mà ở những cái nơi đó mà nó có cái cửa hàng tên là The Cosmetic đó, thì nó cũng có bán được cái chai Jo Malone này. Và khi mà những cái chai Jo Malone mà bán ở The Cosmetic đó, các bạn mua cũng sẽ là 50% giá so với lại cái giá chính hãng. Đó, em có, coi, em có hai chai bự nè. Em có, đây em có, nói chung là hồi đầu á, khi mà em mua mấy cái chai em thử Jo Malone á, em cũng muốn mua thử cho biết thôi, nhưng mà khi mà mua rồi á, các bạn sẽ không có thất vọng, tại vì nó cực kỳ thơm. Ngoài chai bự ra đó thì nó còn có bán những cái chai nhỏ giống như vậy nữa. Đây, những cái chai nhỏ như vậy thì rất là tiện luôn, để cho mình có thể mang đi travel, như là mình để ở trong túi á, mình xịt. Tại vì cái đặc điểm của Jo Malone á, là nó không có giữ được mùi quá lâu. Ví dụ như thông thường á, các bạn xịt á, có nhiều loại nước hoa, ví dụ như là em có xài những cái dòng giống như là Tom Ford như vậy nè, thì nó giữ mùi rất là lâu luôn, nó có thể giữ mùi được từ 8 tới 10 tiếng trên da của em. Nhưng mà khi mà xài Jo Malone á,
thông thường mỗi cái chai Jo Malone á, nó chỉ giữ mùi được trong vòng cỡ khoảng 4 tới 6 tiếng thôi là các bạn phải xịt lại rồi. Và đặc điểm á, là cái Jo Malone này á, các bạn có thể mix nhiều mùi lại với nhau. Khi mà người ta làm cái loại nước hoa này, người ta cho mình có thể cái lựa chọn, ví dụ như các bạn thích chai này, các bạn thích chai kia, các bạn có thể mix chung hai cái mùi này lại với nhau, nó sẽ rất là hài hòa hòa quyện với nhau để mà mình có được cái mùi đặc trưng riêng của mình. Cái chai Jo Malone đầu tiên mà An mua đó là Orange Bitter, cái chai này á, là An mua của The Cosmetic. Thì cái chai này á, mua được giảm giá 50%, xong rồi lúc đó đó là The Cosmetic nó có cái promotion là up thêm 10% nữa. Đây em mua cái chai này là chai đầu tiên. Nếu mà bạn nào mà thích cái mùi cam hoặc cái mùi vỏ cam, cái mùi vỏ quýt á, thì đây là cái mùi mà rất là thơm luôn. Các bạn nên thử cái chai mà Orange Bitter này. Cái dòng mà nổi tiếng nhất của Jo Malone, mà nếu mà nhắc tới Jo Malone hoặc là các bạn coi review ở trên YouTube á, cái chai mà nổi tiếng nhất, chai mà nếu mà các bạn bắt buộc mà mình phải thử một cái chai Jo Malone á, thì nó là cái mùi này, Peony Plus Shadow. Đây, cái chai này cực kỳ thơm luôn. Khi mà các bạn xịt cái chai này vô đó thì giống như cái mùi của nó là mùi hoa mẫu đơn, và khi mà mình xịt cái này vô á, thì làm cho cái người đối diện của mình á có cảm giác giống như là mình là một cái người tiểu thư sang chảnh kiêu kỳ. Nói chung là cái chai này rất là hợp, rất là thơm luôn. Các bạn xịt vô thôi là các bạn xỉu lên xỉu xuống đó, ở Việt Nam mình hay gọi là xỉu up xỉu down đó. Đó, cái chai này cực kỳ thơm luôn. Một cái dòng mà cũng nổi tiếng nữa của Jo Malone, nếu mà mình muốn thử đó thì các bạn có thể thử chai này. Đó là Woodstead and Seesaw. Đây, cái mùi này á, thì người ta kêu là mùi unisex, tức là nam xài cũng được, nữ xài cũng được. Cái mùi mà em giới thiệu với các bạn á, cái mùi Peony này á, là chủ yếu là dành cho nữ. Ở nước hoa này nó cũng có một cái dòng nước hoa riêng dành cho nam, và có những cái dòng unisex là cả nam cả nữ xài đều được hết. Đó, cái chai mà Good Stay and Seesaw là một trong những cái chai mà cũng nổi tiếng nhất của cái dòng Jo Malone này, và cả nam cả nữ đều xài được hết. Đó, đây là những cái mùi mà em nghĩ là khi mà các bạn muốn thử Jo Malone thì các bạn nên thử một những cái mùi này. Và tin An đi, thử xong rồi á, mình sẽ không có hối hận vì mình đã mua Jo Malone đâu. Và có thể là giống An vậy đó, sau khi mua xong á là mình ghiền luôn, và mình sẽ mua rất là nhiều những cái chai Jo Malone nữa. Cái mùi tiếp theo mà An thích nhất của cái dòng Jo Malone này nữa đó là White Bluebell. Đó, cái mùi này cũng rất là thơm. Nói chung là tại vì An thích nước hoa thì An thích nước hoa kiểu mà không có quá nồng, kiểu nhẹ nhàng để mình có thể đi ra ngoài, mình đi làm, mình đi chơi này kia, mình có thể xịt được. Thì cái dòng Jo Malone này rất là hợp để mà các bạn đi làm nè, hay là các bạn đi ăn uống vào mùa xuân và mùa thu, nói chung là nhẹ nhàng. Còn buổi tối á, thì mình sẽ có thể xài những cái dòng mà nó mạnh hơn để mà gây ấn tượng hơn. Nhưng mà những cái dòng Jo Malone này á, nó kiểu giống như là quý tộc sang chảnh mà kiểu nhẹ nhàng tiểu thư đó, thì ai thích những cái mùi như vậy á, thì nên mua thử những cái chai Jo Malone. Tại vì đa số Jo Malone á, nó thiên về cái khuynh hướng là hoa cỏ floral nhiều hơn, hoặc là trái cây nhiều hơn, nó không có quá là nồng nhưng mà nó rất là thơm và nó rất là dịu, và nó em nghĩ là nó gây ấn tượng được nhiều cho những cái người đối diện của mình. Đó, thì đây là tất cả những cái chai mà em có. Em mua cũng khá là nhiều những cái chai Jo Malone, nhưng mà những cái chai mà em giới thiệu cho các bạn á là những cái chai mà em cảm thấy là đặc sắc nhất và nổi bật nhất cho với lại cái dòng này. Còn các bạn vô, các bạn cũng có thể mua thêm một cái nữa là English Pear, cũng là một cái dòng rất là nổi tiếng của Jo Malone. Nếu mà ai muốn thử á, cũng nên thử cái đó. Hình như là em không nhớ là em có cái chai đó không. Khi mà các bạn mua của Jo Malone á, các bạn sẽ có những cái hộp như vậy rất là đẹp. Những cái chai này á, thì em bỏ cái hộp ra rồi, em chỉ còn giữ có một cái hộp thôi. Những cái kiểu chai như vậy á, là những cái kiểu chai mà của những cái năm cũ. Còn qua năm 2021 á,
Chai này là em vừa mới mua luôn cái trong cái bộ sưu tập mới nhất của Jo Malone, thì các bạn thấy cái kiểu á, nó cũng khác so với lại những cái kiểu trước. Tức là bây giờ Jo Malone những cái dòng sau này á, nó đổi cái thiết kế, thay vì nắp tròn như vậy thì nó đổi qua cái nắp như vậy. Đó, cái chai này là cái chai mới vừa mới ra luôn của Jo Malone. Rất là nhiều người thích cái chai này. Tại vì cái chai này á, là Midnight Musk and Amber. Các bạn có thể dùng cái chai, những cái chai mà em nói cho các bạn ở trên á, thì mình có thể dùng vào buổi sáng. Thì cái chai này á, cái mùi của nó sẽ đậm hơn so với lại những cái dòng mà em vừa mới chia sẻ cho các bạn. Cái chai này thì mình có thể dùng buổi tối, ví dụ như mình đi đám cưới, mình đi hẹn hò, mình đi tinh với chồng, với bạn trai vân vân đó, thì mình có thể dùng cái chai này, rất là thơm luôn. Và giống như em nói ở trên, dòng chủ yếu của Jo Malone là mùi hoa cỏ, nên là đa số những cái chai này thì đều nó rơi vô mùi hoa cỏ hết. Và em thì không có quảng cáo cho cái này, chỉ là chia sẻ với các bạn, tại vì các bạn thấy em có rất là nhiều thì em cực kỳ thích cái này, nên là em muốn chia sẻ với các bạn. Giống như là mua đó thì các bạn không nhất thiết là phải mua full price, mình nên đợi, ví dụ cuối năm nó có những cái đợt trên website của Jo Malone là mua một mặn một nè, hoặc là ở nơi các bạn ở có The Cosmetic Company, các bạn có thể ra đó mua, thì có những cái chơi Jo Malone như vậy, nó chỉ bán giảm 50%, thậm chí là cái chai này em mua là giảm 75% nè. Cái chai này là mùi mùi hoa anh đào đó, những cái chai như vậy thì giảm tới 75%. Rồi những cái chai bình thường thông thường đó thì các bạn sẽ được mua giảm 50%, nếu mà nhiều khi á cái chỗ The Cosmetic Company nó có promotion thì các bạn mua còn được giảm thêm 10% nữa. Nó có bán những cái chai bự như vậy cũng có, mà các bạn muốn mua những cái chai nhỏ như vậy để mà mình đi travel hay là mình bỏ vô túi xách cũng có luôn. Đó, các bạn có thể mua ở The Cosmetic Company, hoặc là các bạn có thể mua ở Macy's, Sephora, North Shore, hoặc là trên website chính hãng của Jo Malone đều có hết nha. Đó là những cái mà em muốn chia sẻ với các bạn, những cái chai nước hoa của cái dòng Jo Malone, một cái nước hoa mà đến từ Vương quốc Anh, rất 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 là thơm, dành cho những ai mà thích mùi hoa cỏ nè, thích mùi sang chảnh nè, thì nên thử một lần, không cần phải mua đâu, ra cái tiệm thử một lần thôi những cái chai mà em giới thiệu, em đảm bảo là các bạn sẽ rất 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 là thích những cái chai này nha. Các bạn có comment những cái chai nước hoa nào mà các bạn yêu thích á, thì cũng có thể comment ở dưới cho em biết nha. Hoặc là các bạn nào mà đã xài Jo Malone rồi mà có những cái chai nước hoa mà các bạn yêu thích thì cũng comment ở dưới cho em biết, để em có thể thử và biết đâu em cũng sẽ thích cái chai đó như các bạn thì sao. Bye bye các bạn.